Đinh Quang Thái, Hoàng Trọng Thụy trở lại với tất cả quý khán giả với bản tin nổi bật chiều thứ sáu ngày hôm nay gửi đến chào Đinh Quang Thái. Kính chào quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thụy ạ. Hiện nay cuộc thảo luận giữa Tổng thống Biden và ông Tập Cận Bình diễn ra như thế nào sau khi sáng ngày hôm nay đại diện cho phía Tập Cận Bình đã lên tiếng họ muốn hòa giải vấn đề này. <laughs> họ họ dùng cái chữ là chúng ta có cách nào nói chuyện với nhau để giải quyết cái chuyện mà họ thấy cái căng thẳng này nó không đáng để nói tới, nhất là liên quan tới cái quả khinh khí cầu này nữa. À, tin tức này được đưa ra vào sáng ngày hôm nay sau khi đại chính quyền Đài Loan tuyên bố họ tìm thấy cái quả bóng bay của Trung Cộng ngay đảo của Đài Loan và hiện nay họ đang tìm hiểu xem coi quả bóng bay này thực sự. Tin tức thì nói rằng nó ngầm tìm hiểu về tình trạng bầu khí quyển thời tiết. Thế nhưng chưa biết được bởi vì cho đến giờ phút này đã bên phía ông Biden dường như có vẻ là muốn làm nhẹ. Ông uh, tuyên bố ba cái vật thể bay, ba cái vật thể lạ mà phía Hoa Kỳ đã bắn hạ trong thời gian qua đó, nó không phải là của phía Trung Quốc nó không nhằm mục tiêu rõ thám. Mặc dù tin tức hiện nay đã bên phía Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết để lên án Trung Quốc là tiếp tục sử dụng không phải chỉ vật thể bay mà bất cứ các nỗ lực nào nhằm để do thám phía Hoa Kỳ. Cho nên tình hình này anh Đinh Quang thấy liệu rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có làm giảm được các căng thẳng hiện nay hay không? Thưa anh giả chúng tôi xin phép được nhắc lại cái câu mà hôm trước chúng tôi nói với anh Hoàng Trọng Thụy, Mình nhận định cá nhân thôi, mà tôi vẫn ngờ là nó đúng. Người Pháp có một cái một cái thành ngữ rằng một chút sóng gió trong chén trà. À. Bởi vì thực sự ra ngày hôm qua nếu mà chúng ta theo dõi cái bài diễn văn của tổng thống Joe Biden nói về vấn đề này, chúng ừ. ta thấy rất rõ. Thứ nhất, tổng thống Joe Biden nói cái gì? Ông muốn khẳng định cái chủ quyền của Hoa Kỳ. À. một bất kỳ một vật thể lạ nào mà bay trong không phần của nước Mỹ đó thì ông sẽ ra lệnh bắn cái đó. Cái điều thứ hai, ông không hề ân hận vì ra lệnh bắn cái khân khí cầu của Trung Quốc. Ừ nhưng mà ông bảo rằng cái việc đó nó không làm thay đổi fundamental tức là cái nền tảng ừ. trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. À. cái điều kế tiếp ông nói rằng ba cái vật thể lạ sau đó bị bắn một cái tại Alaska một cái tại Canada một cái tại một tiểu bang uh, tôi không nhớ rõ là ba ba vật thể gần đây đó ừ. thì ông bảo rằng ba cái đó nó không thuộc về một quốc gia nào hết và không thuộc về Trung Quốc có thể nó là một cái vật thể lạ của một cái hãng công ty tư nhân hoặc là một công ty lo vấn đề giải trí thì sáng ngày hôm nay tin của tờ New York Post nói rằng Hoa Kỳ đã dùng một chiếc máy bay trị giá 400 triệu Mỹ Kim là chiếc F-22 phải không? Bắn một cái hỏa tiến vào một cái quả bong bóng mà quả bong bóng nó trị giá chỉ có 12 đô la thôi. Của một cái nhóm chuyên về thả bong bóng, nghiên cứu về khí tượng và về giải trí ở bên Illinois thì không biết là tin của tờ New York Post có chính xác hay không nhưng mà cái cách, cách mà tổng thống Joe Biden nói ngày hôm qua và cách của phía Hàn Quốc, uh, Bắc Kinh nói sáng Đúng. ngày hôm nay đấy thì tôi tin rằng nó là một sự sóng gió trong một tinh trà ừ. ngay cả cái vụ U2 của Mỹ ngày xưa mà thám thính Liên Xô mà bị Khrushchev rút giày đã đập vào bàn đấy. mà còn giải quyết được thì cái chuyện này không có gì không giải quyết. Được. À, chưa kể thưa quý vị uh, tuyên bố của phía Bộ Ngoại Giao Trung Quốc ngày hôm nay và uh, họ nói như thế này, chúng ta cố gắng hàn gắn lại giải quyết những cái vấn đề này đừng khiến cho nó căng thẳng hơn bởi vì nỗ lực của phía Trung Quốc hiện nay đã không muốn tạo thêm các mối căng thẳng nữa và liệu rằng cái lời thuyết phục này có giúp gì trong cái nỗ lực sắp tới chúng tôi tin là có bởi vì sao? Phía Bộ Quốc phòng ngày hôm qua họ nói như thế này và họ đưa ra những cái tin tức để cho thấy rằng thực sự đó cái việc mà quả bóng bay đó nó cũng không đến độ nó gây hại à, đến cái nỗ lực mà bảo vệ an ninh của phía hoa kỳ trên không phận cũng như ngoài biển họ nói như thế này họ xác định được và bây giờ họ mới xác định được là cái quả bóng bay nó bắt được thả lên từ đảo hải Nam rồi nó bay à, phía hoa kỳ nói rằng mục tiêu đây chỉ là những lời mà nhận định thôi chứ không có gì chắc chắn cả họ nói rằng có lẽ cái quả bóng bay này mục tiêu là thám thính đảo Guam bởi vì đảo Guam ở phía bên phía bờ đông của Philippines á, là có khả năng chiến lược rất cao căn cứ quân sự của đảo Guam quả bóng bay này bay ngang còn có thể thám thính đảo Guam sau đó mục tiêu thiếu bộ quốc phòng nói rằng bay lên hướng bắc chặt lên một chút xíu có thể bay qua các quần đảo của Hawaii đó là tiểu bang Hawaii và đến đó thôi theo phía bộ quốc phòng tuy nhiên sau khi mà bay đến hawaii rồi đó có thể là cái quả khí cầu này mất kiểm soát không còn kiểm soát được nữa và vì không kiểm soát được nữa trung quốc trước đây đã từng thả những quả bóng bay rồi bây giờ thì họ nghĩ rằng ô đến đó rồi mất kiểm soát chúng ta thả cho nó đi luôn nhưng mà không ngờ luồng gió như thế nào đó đưa quả bóng này từ hawaii đi lên luôn hướng bắc về phía Alaska rồi vào thời điểm đó quý vị nhớ là trong cái thời gian mà vài tuần lễ vừa qua khi mà quả bóng bay được tìm thấy đó có cái luồng khí lạnh mùa, mùa đông mà nó từ Bắc Cực nó thả nó đẩy xuống và cái luồng khí lạnh đó đẩy cái quả bóng bay từ Alaska đi vào phía Hoa Kỳ chính quyền bộ quốc phòng không thấy quả bóng đó bởi vì NORAD là cái cơ quan kiểm soát không phận của hoa kỳ vùng bắc mỹ đó họ nói rằng cái radar của họ trước đây đó không có mở cái công suất để ra soát những cái vật thể nhỏ họ chỉ dò sát những vật thể lớn cỡ như là chiếc máy bay hoặc là cái um, vệ tinh vân vân thì họ nhìn thấy cái quả bóng bay nó không đủ và kể cả các vật thể khác nữa. giờ đây thì NORAD mới mở cái công suất lớn hơn. họ nói rằng, bản tin nói là cái quả bóng bay này do người dân ở bên dưới họ nhìn thấy và cũng có thể là lúc đó các máy bay như là họ khám phá được trên radar của họ có cái vật thể họ mới báo cáo. từ đó mới xảy ra cái vụ này. cho nên bộ quốc phòng nói là có quả bóng bay nhưng mà dường như cái quả bóng bay này chỉ dọ thám phía bên ngoài thôi, không có mục tiêu là dọ thám. khi nó bay là đà như vậy đó, nỗ lực của bộ quốc phòng họ nói tin tức ngày hôm nay mới tiết lộ đó, bắn họ đã bắn trên không phận của Montana nhưng mà không biết vì lý do nào không trúng <laughs> và điều đó có uh, tạo thêm cái sự chỉ trích nhất là của đảng cộng hòa đối với uh, ông Biden bây giờ. các anh đầu tiên đó họ nói tại sao không bắn? thì bây giờ tin tiết lộ ra nói chúng tôi có bắn mà không trúng <laughs> ông đại tướng chủ tịch cộng đồng tham mưu liên quân mỹ thì có nói điều đó bảo chúng tôi có bắn chật <laughs> vâng. nhưng mà cái việc mà đảng cộng hòa chỉ trích ông biden thì bình thường bây giờ cái gì chăng nữa thì cộng hòa cũng sẽ chỉ trích ông biden và ngược lại nếu mà ông tổng thống cộng hòa đã thì dân chủ cũng sẽ à. chỉ trích lung tung và lên đó là chính trị nước mỹ nhưng mà sở dĩ nói là một chút sóng gió trong chén trà đó bởi ừ. vì anh thì có nhớ cái vụ mà quân khủng bố tấn công benghazi không cái vụ đó, mà, mà tòa lãnh sự hoa kỳ từ bên, ở bên bên ở bên libya thời của bà clinton ờ, làm ngoại à, trưởng đánh đến ờ. như thế mà rốt cuộc thì mỹ cũng đem quân đánh libya đâu thành thứ ra trong chính trị nhất là ngoại giao quốc tế nó có nhiều cái mình mình thấy nó có vẻ ghê gớm lắm nhưng mà thực sự nó cũng sẽ dịu nhẹ. Anh có nghĩ rằng cái việc này đó để ông Biden chứng minh cho cử tri biết đó là cái chính sách mà đối ngoại và đặc biệt là chống Trung Quốc đó, nó không có thua gì với thời ông Trump. Đừng nói là thời ông Trump là ông là người mạnh mẽ và có thể sẽ làm rào cản cho cái nỗ lực vận động tranh cử và tạo ra cái thế để không ông Trump không có nói gì được bởi vì ông không thể nói rằng ô ông Biden chẳng có gì lúc nào cũng đi theo với Trung Cộng cả mà không có nỗ lực để chống đối Trung Quốc cả. Cho nên những cái nỗ lực hiện nay chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đó cái việc mà Hoa Kỳ với chính sách đối ngoại với Trung Quốc nó càng ngày càng căng thẳng hơn phía Trung Quốc ngày em nói nói đừng nên tạo nên nó nó vỡ ra nữa vỡ thì khó lắm vâng. là bởi vì ngoài trừ hai nước đánh nhau thôi chúng ta nhớ rằng chính ông Richard Nixon đã thả cái con quái vật Trung Quốc ra khỏi cái lọ ừ. bởi vì một tỷ năm trăm triệu dân Trung Quốc mà mỗi một ngày hổ một lon Coca-Cola vâng. thôi thì kinh tế Mỹ không 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 hai bên nó cũng như là người là gấu ó với nhau là chuyện bình thường tôi nghĩ rằng ngoại trừ đánh nhau mình không biết dạ. hôm nay là ngày kỷ niệm trận chiến giữa Trung cộng và cộng sản Việt Nam 1979 anh Đinh Quang Thái sẽ đề cập chi tiết hơn mời quý vị theo dõi bản tin nổi bật phần thứ nhì ngay sau phần quảng cáo